Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Seal Headset. Và ở tập trước á, thì mình đã có một chuyến đi mine và đào được một ít kim cương để có thể làm được một cây cúp kim cương đầu tiên nè. Và có thêm được khá là nhiều những cái lava crystal và bên cạnh đó mình còn mở mấy cái loot bag á, và nhận được thêm một cái quần màu tím này kết hợp với cái áo nữa. Thì cái thanh giáp của mình nó đã khá cao rồi. Chắc một xíu nữa thì mình sẽ quay trở lại cái tòa tháp đó để coi coi có thể trả thù được không nhá. Nhưng mà trước khi đánh tòa tháp đó thì mình sẽ chế tạo một vài thứ. Đầu tiên thì mình cần lại cái bàn crafting nè, và chế tạo một cái wooden hammerhead. Với cái này á, thì mình có thể bắt đầu chế tạo được một cái bàn chuyên để làm cái cây hammer luôn. Và sau đó thì mình sẽ có một chuyến đi mai để có thể tìm được nhiều kim cương nhất có thể nhá. Chứ đi chuyến trước không có nhận được cái viên kim cương nào khác ngoài hai viên này đâu ha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ làm luôn một cây hammer bằng sắt đi cho nó tiện nhá. Đây, hammer bằng sắt nè, nó vừa rẻ mà cũng lại rất là tốt nữa. Không biết có đủ không ta? Ui, vừa đủ luôn nè. Rồi, có được một cây hammer bằng sắt rồi. Và ở nhà thì mình còn một ít sắt, nhưng mà vẫn chưa có thể nào dùng được. Tại vì cái lò nung của mình á, không hiểu tại sao nó chỉ nung được một món là nó tự ngừng luôn hả. Để mình test lại thêm một lần nữa coi. Nè, mình cho vô đây nè. Một, cho hai cái đi. Mình sẽ thử cho một bán gỗ vô nè. Đó, nó chạy xong cái này tự động nó dừng lại ha. Thế nên chắc sắp tới mình cũng nâng cấp cái lò nung này lên luôn cho nó xịn hẳn nhá. Và đặc biệt hơn, mình còn thùng bột được một em chocobo ở tập trước. Từ từ mình sẽ dẫn đi khám phá sau. Rồi, kiểm tra nè. Đó. Ui, mình hết gỗ hả? Ui, giờ đúng được rồi nè. Ô, bây giờ nung được rồi. Wow, vậy mà hôm trước con nung được có một món ha. Để mình cho thêm gỗ coi. Ê, cho thêm gỗ vô. À, vậy là bây giờ cái lò nung mình đã hoạt động được bình thường rồi. Chắc mình sẽ nung hết cái số sắt này cũng như là số vàng mà mình đang có nè, để mình có thể làm thêm một vài cây hammer dự phòng. Chứ đi mai mà đem theo có một cây hammer bằng sắt thì không có đủ đâu. Trong người mình còn than nè, để mình nung bằng than cho nó tiết kiệm. Rồi, tạm thời thì để những cái thứ cần thiết ở nhà. Và bây giờ thì mình sẽ bunny qua cái chỗ tòa tháp nhá, để mình có thể chiến đấu. Lần này mình đã trang bị cho mình hai cái món đồ cực kỳ tốt, đó chính là áo và quần tím nhặt được. Thế nên mình nghĩ là mình có thể trả thù được á. Nhưng mà cũng chưa biết chắc đâu, tại vì mấy con quái trong đó nó mạnh cực. Nhất là mấy cái con mà nó được cường hóa lên á, có con còn có khả năng triệu hồi sấm sét nữa. Nên hơi căng thẳng một xíu. Rồi, ăn vô một miếng nè. Và sau đó trở lại bên trong thôi. Đi vô. Tầng dưới á, thì mình đã dẹp dọn xong rồi. Còn mấy tầng trên là mình chưa dẹp dọn thôi hả. Để bây giờ mình trang bị khiên vàng lên nè. Tầng này cũng xong rồi. Các người chuẩn bị đền tội đi. Ui ui. Tranh thủ lúc mà nó chưa có xuất hiện á, mình phải đập cái spawner các bạn ơi. Để mà hồi nó xuất hiện thêm á là mệt. Rồi, tiêu diệt. Xong. Và đồ trong đây thì có than là cần thiết thôi à. Nên mình sẽ lấy và đi tiếp nhá. Rồi, đi tiếp thôi. Tầng thứ hai này. Ui, kìa, có con đàn hình kìa các bạn thấy không? Ui. Đó. Ui. Ấy. Ừ, đúng rồi, anh em tương tài đi. Đi ra chỗ khác đi, bay này. Đi ra. Wow, con kia bắn chết con skeleton cường hóa luôn rồi kìa. Và nó rơi ra cái áo sáp vàng. Rồi, đập. Ấy. Ui. Mình nhảy phát té xuống dưới luôn rồi. Để đi lên trên. Ui, đi lên trên lại coi. À, nó rơi ra đồ nè, lượm liền. Một cái loot bag gì màu đỏ đây. Pension. Chất lượng này chắc tươi xui xẻo rồi. Tại vì mình thấy nó có màu đỏ ấy. Nhưng mà chưa biết chắc nữa, để một xíu về mở là biết liền à. Giờ thì đập cái spawner này. Quấn con nhện. Đó, cẩn thận để không thôi nó cạp á. Ui. Ô, mình cẩn thận thế mà vẫn bị đánh một hit kìa, thấy không? Và đồ của mình bây giờ thì nó cũng khỏe hơn một tí rồi, nên cũng không mất quá nhiều máu. Ăn vô nè. Rồi đập cái spawner của con nhện độc ra. Quánh mấy con này căng thẳng cực. Và không có thứ gì tốt hết á, nên thôi mình sẽ bỏ qua và lên tầng kế. Tầng này có skeleton rồi. Hai ba con luôn. Ui. Đỡ nè, cái khiên mình nó nhiều khi nó lại phản lại mũi tên á, và gây lại sát thương cho mấy cái mục tiêu ở gần, nên khá là tiện trong việc chiến đấu. Ui. Tên này cầm cây glide nè.
nó dài cực luôn á. Mình có một cây bằng vàng ở nhà mà nó yếu nên mình không có mang theo để chiến đấu. Bắn hoài đủ rồi nha anh bạn. Ấy chết rồi. Khiên vàng độ bền kém quá. Ấy da. Ui. Ui chết chết, gặp con zombie thế dữ. Ui chưa. Ăn vô một cái đã. Ui. Ui con nó khỏe vậy. Ui mà nó rơi ra cái sẻn nè. Wow, có cái sẻn chầm hỏng luôn. Tốt rồi. Giờ thì chắc mình sẽ đập cái spawner này nè. Và một cái bên đây nữa. Ủa, hình như cái con boss của tòa tháp này sau khi mình đánh bại sẽ cho kim cương hay sao đó. Cố lên một vài tầng nữa thôi. Ui. Manh động vậy, mấy con skeleton manh động. Ây, manh động cực luôn. Ui, chết rồi, bị đánh hồi động rồi. Ui, mấy tên này biết bày trận ghê á. Một tên đầu trên, một tên đầu dưới. Dí là quýnh mình. Xém nữa là mình bị kẹp thịt rồi đó. Thành muốn bánh mì kẹp thịt luôn. Nhưng mà không sao, mình đã chạy được rồi. Giờ mình sẽ trở lên lại nha. Ui, đuổi theo nè. Phải chi hoặc... ở đây mình có cái gỗ nè, để mình làm cái khiên đi. Nãy mình tưởng là cái khiên vàng nó cũng tốt, ai dè đỡ được vài hit nữa, nó hỏng mất tiêu rồi. Rồi, làm một cái khiên bình thường nè. Đeo vô một cái, lấy cây rìu chặt cái bàn chế tạo và lên trên để nhặt đồ thôi. Còn vài tầng nữa là mình chạm trán với con boss của tòa tháp. Mình hy vọng rằng mình có thể đánh bại được con boss đó để trả thù nè. Và thứ hai á là kiếm thêm kim cương để mình có thể làm một vài thứ cần thiết trong ngày hôm nay. Rồi, đập spawner ra. Ấy, đứng ở đây canh chừng spawner vậy đó hả? Tên này làm việc không có cẩn thận gì trơn. Mình lại đập không may luôn đó. Rồi, thằng này có thêm hai cây kiếm sắt để dành dùng nè. Được, mình sẽ cất bớt đồ vô trong ba lô đi. Bước cái này vô trong trước. Đập ba lô xuống nè. Đi ra. Giờ màn đêm đã xuống rồi. Nên hơi nguy hiểm một tí đó. Ui. Ở trên nó rớt xuống đập luôn. Tao cắt vô. Cắt túi nè, mấy cái túi là cắt vô trước. Để một xíu về mình mở. Rồi sau đó thì mình sẽ nhặt mấy cái. Ấy, cầm cái kiếm. Cầm cái dao không phải cái kiếm nữa mà sung ghê á. Ấy, đúng hả? Ui, đúng là ban đêm mấy con này nó hoạt động mạnh thiệt các bạn ơi. Chưa hết spawn ra 2-3 con rồi. Nè tên này cầm khiên rồi, cầm dao nữa. Ý, nhọn độc có chịu cực luôn. Đánh gì đâu mà bị độc nữa chứ. Rồi, ổn. Ăn nhầm một miếng để hồi máu lại nè. Vậy là gần tới tầng cao nhất rồi. Dám cản mình không cho mình đập hả? Mình quánh cho lọt xuống dưới luôn nè. Trong đây có đồ xích, có xương là cần nè. Và một cái đất. Ý. Ê. Chưa nào. Bình tĩnh nào. Mấy con nhện độc kia. Ui. Ui sao nó đánh mình đẩy lùi ghê vậy. Hồi máu lại. Cố lên. Rồi ok. Và bây giờ mình sẽ lấy cái này luôn đi. Cái này chắc là cần thiết nè. Vứt cái gì ta. Mình sẽ vứt cây kiếm này vô đi. Để mình dùng cây kiếm mới cũng được. Rồi lên trên nào. À tầng này có vẻ ổn hơn. Có spawner zombie thì mình không sợ. Nè, tầng kế tiếp là tầng của cái con boss tòa tháp rồi đó. Tại vì nó không có bị lũm nữa kìa. Được nha. Sắp quánh boss rồi. Ổn. Ê, chết mình quên mất là. Chết rồi. Chưa. Mình quên mất một điều là không được mở cái rương. À, cứ quen tay đừng. Thôi xong rồi. Quên mất, đánh tòa tháp đó thì chúng ta tuyệt đối không được chạm vô cái rương kế tòa tháp, kế con boss, nếu không thôi thì nó sẽ xuất hiện đó. Giờ mình coi nào, mình có đồ kim cương nè, mình sẽ mặc tạm vô đi. Trang bị set đồ mạnh nhất của mình để trở lại đằng kia thôi, chứ không thôi là mình sẽ không lấy đại được đồ của mình đâu đó. Coi ở đây có cái kiếm nè. Rồi, Death Combat nè, vứt đi. Ôi, nguy hiểm thiệt luôn á. Suýt nữa. Chưa để lấy thêm một ít thức ăn nữa. Lần này mình chơi lớn luôn nha các bạn. Ăn một trái đá vàng nè. Đem một cái này, thêm một cái My Pace để mình tăng tốc độ lên và chiến đấu. Rồi, giờ thì trở lại nè. Death nè.
Ây ơi, ăn vô, ăn vô, vô. Rồi 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 rồi, đầy máu rồi. Thôi chiến đấu thôi, chiến đấu thôi. Con boss đâu? Bước ra đây. Ôi, ôi ba viên kim cương nè. À, con boss ở đây, con boss ở đây. Được, được đấy, được đấy. Đánh lụt khô máu cho người luôn. Này thì boss, này boss. Ủa nhưng mà nó đâu vậy? Mai đã bắn máu lắm. Chưa, 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 chưa. Ê, 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 đây là ba lô. Con nhỏ này. Ui chết rồi. Ow. Sao nó quánh xuyên tường hay vậy? Đừng có bắt đồ tôi nha. Đây là toàn bộ những gì mà tôi tìm được đây. Thì mình coi mình tìm cách mình cắt đồ trước đã. Ui đúng là chỉ có một click thôi mà hại mình ha. Rối rắm như vậy luôn á. Mình cắt đồ nè, cắt được ba lô trên đây. Có nào nó bắn phát nổ luôn cái ba lô mình không ta? Mình đang lo đó. Để coi nào, hammer. Hammer này 10 dam nè. Ok, dùng hammer quánh luôn. Ủa chưa, chưa, lấy thức ăn nữa. Mình hết ăn mất tiêu rồi. Rồi, ổm ổm ổm. À, ở đây, ở đây, ở đây. Đánh xong rồi, núp các bạn ơi. Đánh người núp nè. Đánh người núp nè. Đánh người núp, đánh người núp. Núp nè. Ui, ừ, đúng rồi, bức tường này có thể giúp mình. Ôi, nhưng mà quánh không nhiều máu cho lắm. Dạ, đau quá, đau quá, đau quá. Không ổn, không ổn. Coi coi còn cách nào để đánh con này không. Mình có tìm một cái khối nào đó để mình có thể làm cái phần đứng ở phía dưới á. Thế thì mới có thêm cái tầm nhìn để đánh con boss này. Chỉ đánh sáp lá cà là không bao giờ đánh lại nó đâu. Hứa luôn. Này nè. Ui. Đâu rồi. Ôi chết, nó lọt ở dưới rồi. Wow 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 wow, căng thẳng căng thẳng. Ấy da, con boss này mạnh vậy, nó được cường hóa nữa kìa. Ý, bình thường đánh không lại rồi còn cường hóa, cường quá, không sợ luôn. Ui ui, nhưng mà đau quá, đau quá. Chết rồi, gặp boss thứ dữ rồi. Ui. Ấy, boss nè, đập xong chạy. Boss nè. Ui đây có thể nói là con boss tháp khó khăn nhất mà mình từng đánh nè. Được. Ý, ý. Ui nó có giáp gai hay sao ấy. Mình quánh mà sao mình đau quá trời nè. Ui đâu nữa rồi. Cái tên này đổi nơi hoài vậy. Trời ơi đánh tên này khổ. Ý, đánh tên này khổ ghê đó. Respawn dùng để làm gì đây? Dùng để chế tạo cái gì đó khá là đặc biệt để từ từ mình tìm hiểu sao. Còn giờ thì tập trung vào việc quánh con boss này trước đã. Nó còn nhìn mình kìa. Ấy. Chưa hết mình văng tơ tùm lum rồi. Rồi sắp lá cà nè. Quýnh người nè. Ui. Quýnh người một cái nữa nè. Đánh như tên này mất sức ghê luôn á. Còn rớt dưới nữa rồi. Quýnh nè. Còn ai chậm. À tên này hồi máu được. Phải đánh nhanh không thôi là hắn hồi máu. Cố lên. Kiểm sát ơi phát huy. Ừ hắn dướng vô cái màn nhện. Xong đời cứ rồi. Này thì mạnh nè. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè các bạn ơi. Định nhăn tơ bắt mình. Rốt cuộc bị dướng cái chân. Đương nhiên đâu có được đâu. Rồi giờ công việc của mình đó chính là đứng đây và làm đổi cái tên boss này thôi. Ui đánh gãy hết cây búa nè. Cái cây kiếm sát kia với cây kiếm hồi nãy nữa mới tiêu diệt được con boss này các bạn ơi. Khỏe cực luôn ý. Ui tiếc thay là hồi nãy mình lỡ làm vỡ một cái rương rồi. Mình hơi bất cẩn một tí ấy. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã trả thù riêng nè. Cũng như là đánh bại được con boss của cái tòa tháp này rồi. Và thu về được khá là nhiều kim cương luôn. Để bây giờ mình cùng kiểm tra lại coi được tổng cộng bao nhiêu viên kim cương. Được 10 viên luôn hả? Wow, khỏi đi mai mà được 10 viên kim cương hết sảy rồi. Một xíu về thì mình sẽ có việc dùng với những viên kim cương này. Bây giờ mình sẽ cắt bớt những thứ mà mình có được nè. Sau đó thì mặc lại cái ủng slam đó, để mình có thể chạy về nhà một cách nhanh nhất nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nha.
Mình đã dọn dẹp lại kho đồ cũng như là những món đồ trong cái ba lô của mình để cho nó gọn gàng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đào xuống phía dưới lòng đất á để có thể đi mai nhá. Lần này chắc mình sẽ đào theo kiểu truyền thống đi, không có đi tìm hang nữa. Đi tìm hang thì nó hơi khó tìm thấy kim cương á. Rồi giờ thì mình sẽ đào thẳng xuống tầng 11 trước nha các bạn. Nhưng mà để coi nào, mình có gỗ trong đây không? Ui chết, suýt nữa thì quên mất không lấy gỗ rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy gỗ nè, cũng như là chế tạo thật là nhiều những cái thang leo á. Rồi sau đó thì mình sẽ làm một cái cầu thang để có thể đi lên đi xuống của cái khu đào mỏ nhá. Hiện tại thì mình đã đào xuống tiếp dưới tầng 11 cũng như là lắp xong cầu thang rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đi xuống phía dưới một cách siêu nhanh nhá. Đó, các bạn thấy gì chưa? Cầu thang trong siêu hết xít cực kỳ tiện nha. Chỉ cần nhấp vào một cái nè là đi tiếp xuống tầng thấp nhất luôn. Và bây giờ thì như thường lệ, mình sẽ bắt đầu đào thẳng về phía trước đến khi nào tìm thấy kim cương hoặc là rẽ về hai bên nếu như mà mình không thấy. Nếu như mình thấy một cái chỗ nào đó quá nhiều sỏi nha. Ui nhưng mà chưa gì hết, mình gặp được mấy cái lava crystal rồi nè. Có vẻ khá là may mắn đây. Hình như đây là silver, để mình cầm luôn cây đuốc nè để cho nó phát sáng, với lại để mình cắm thêm trong cái đường đào này nhá. Rồi với cách này á thì mình có thể tìm được nhiều vật liệu xây dựng hơn nè, cũng như là có thể phát hiện được nhiều cái dungeon hơn nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đào thẳng về phía trước thôi. Nhưng mà ở đây sao nhiều mấy cái silver vậy ta? Để mình lấy về một ít cái đá, sắp tới cũng cần khá là nhiều silver trong việc chế tạo đó nha, nên gặp thì cứ lấy về thôi. Và nhìn trên bản đồ á thì mình thấy bên trái mình có một cái ravine và một cái gì đó nữa, không biết có nên ghé qua không ta. Ui chắc phải ghé qua rồi, có hình như có một cái công trình gì đó nữa chứ bộ. được, giờ mình sẽ đi tới phía trước một xíu nè và bắt đầu rẽ trái thôi. Cắm thêm cây đuốc rồi rẽ trái nè, coi coi phía trước có cái gì nha. Ravine là chắc chắn có rồi. À đây là một cái hồ lava à, chứ không phải cái ravine. Nhìn nó cong cong cứ tưởng ravine không chứ. Và có thêm mấy cái lava crystal ọt nữa nè. Ở đây có xác, lấy xác về. Đó, sắp tới mình cần phải nâng cấp là nôn lên á, nên cứ farm xác thêm thôi. Ở khu vực này nhìn khá là quen, tại vì mình thấy cái mấy bông hoa màu đỏ đỏ này nè. Để mình đi một đoạn nữa coi coi nó quen không. Nếu quen là chắc mình đi rồi đó. Ui đi rồi, chỗ này đi rồi. Tính ra trong mấy cái hang gần nhà mình á là mình đi lén hết trơn rồi. Vậy bây giờ chắc mình sẽ không khám phá hang này nữa, mà trở lại với công việc đào cái đường hồi nãy nhá. Mà ở đây có thạch anh nè. Lấy về luôn, đồ free mà. Rồi giờ thì tiếp tục đào thẳng về phía trước thôi. Một xíu trước khi lên á thì mình sẽ lấy thêm mấy cái lava ọt nè, cũng như là đào thêm hắc diệm thạch nha các bạn. Đi được một đoạn thì mình nhìn trên bản đồ á, mình phát hiện rằng phía trên mình hình như là một cái khu mộ bó hoang nè. Đúng rồi. Để bây giờ mình đào một xíu nữa nha. Rồi sau đó mình sẽ đào thẳng lên trên và khám phá cái một khu mộ bó hoang luôn. Đây có đất rồi nè. Sẵn đây đào lên trên thử xem. Ui. Đấy, thấy chưa, nguy hiểm chưa? Suýt nữa bị sỏi đè rồi. Hướng này có vẻ hết may mắn rồi. Để bây giờ mình đào về hướng này đi. Và gần mình hình như có một con nhện hang thì phải, nó cứ kêu hoài à. Ây, nữa ha. Nhiều sỏi vậy. Ui xích bị sỏi đè hai lần rồi đó. Rồi, tới chưa? Ủa nó gần lắm rồi. Nhìn lên thêm một lần nữa. Nó ngay trước mặt mình luôn nè. Đâu? Ở trên đầu hả? Hay là ở phía dưới ta? Chẳng lẽ có mỏ ở chỗ thấp vậy? Chắc không đâu. Ui thiệt kìa. Chết. Chết mình mất. No. Ui chết rồi, nó lấy vũ khí mình rồi. Đừng, mấy con nhện kia. Chết rồi, rơi ngay ổ nhện. Ow. Ôi xui ghê luôn á, rơi trúng ngay cái ổ nhện chứ. Trời ơi. Khổ ghê luôn á. Ấy, em đang chạy đâu xa vậy? Ở đây đi. Thì cái tình luôn, không hiểu sao tự nhiên xui đến mức lọt xuống ngay cái ổ nhện chứ. Mình không ngờ là nó lại spawn chỗ thấp vậy á.
Để bây giờ mình sẽ trở lại chỗ đó làm liền một phát coi coi có lấy lại đồ được không nhá. Dẹp cái nào đây, mình sẽ dẹp cái này. Đó, remove cái. Ây. Ôi, cái xác đâu? Ui, nhện ơi, bình tĩnh nhện ơi. Nhện nè, này thì nhện, đập luôn cái spawner cho nghỉ đẻ luôn. Trời ơi, tự nhiên ở đây xuất hiện một cái spawner nhện ác thiệt á chứ. Suýt nữa thì đi đứt mình rồi. Quên nha. Rồi, giờ thì mình sẽ mặc đại cái set đồ của mình. Cầm đuốc lên nè. Nhện, giờ gặp nhện là không ưa nổi rồi. Nhện nè. Nhện nè, cho nghỉ đẻ luôn. Không sao, ổn rồi. Ăn vô cái cho đỡ đói nè. Dẹp chỗ này đi, không đi nữa đâu, sợ ghê luôn á. Biết gì, đừng có tò mò lũi xuống đây làm gì không biết nữa, làm chết hết một mạng rồi. Để bây giờ mình sẽ xóa bỏ cái điểm này đi. Đó, để cho bớt giận hơn và mình sẽ kiểm tra lại coi nào. Hình như mình không mất món đồ gì hết á. Để mình vứt thêm mấy block nữa. Rồi, giờ thì mình sẽ coi bản đồ. Chắc mình phải đi thêm một đoạn nữa rồi sau đó rẽ phải thì mới tiến tới cái khu mỏ bỏ hoang các bạn ơi. Rồi, không chần chờ gì nữa, giờ mình sẽ tiếp tục đào về phía trước và đi lên cái khu mỏ bỏ hoang nha. Đi mai mình không thích gặp mấy cái đất hay là sỏi cho lắm ấy, tại vì khá là mất thời gian dùng cây xẻng để đào ra. Nhưng mà sắp tới mình sẽ tìm một cái biện pháp khác để có thể giải quyết được vấn đề đó. Và hiện tại thì mình đã tới khá là gần cái khu mỏ bỏ hoang rồi. Hình như ngay phía trên đầu mình luôn hay sao nè. Đúng chưa? À không, một đoạn nữa. Rồi, đi lên thôi. Và khu mỏ này nhìn sơ qua thì mình thấy nó khá là to. Không biết trong đây có nhiều cái xe mỏ chứa rương không nữa. Đi vào khu mỏ tốt nhất là chúng ta nên tìm những cái xe mỏ chứa rương để có thể dễ dàng gặp được những món đồ tốt cũng như là kim cương đó. Và... chưa tới nữa hả? Hay là ở phía dưới đây? Mấy cái này nó ưa spawn ở phía dưới cực luôn nha. Ăn nhện hồi nãy là mình bị hết một cú rồi. Ủa? Kỳ vậy? Cái này mình nhìn trên bản đồ thì... là mình đang... chắc là nó ở trên rồi. Tiếng nước khá là nhỏ mình nghe không có được ấy. À, thẳng xíu dưới một tí nữa coi. Hình như chắc là ở phía dưới rồi đó. Đúng không? Để mình đào thêm một tí nữa là biết liền. Ây, đúng rồi, ở dưới. Nhưng mà mình lỡ vứt cái xô đi mất tiêu rồi. Không có đổ lava ra, đổ nước ra để dập lava được. Đây, xô đây. Hên là có nhét trong ba lô. Giờ thì mình sẽ khám phá khu mỏ bỏ hoang luôn nè. Rồi, và dưới này thì mình gặp được quặng Nether Quartz nên mình sẽ lượm về. Và con nào? Cái này là silver. À không, silver phải lấy chứ. Quên, suýt nữa thì bỏ qua mất. Lấy thêm cái sắt nè. Nó sắt trong khu mỏ bỏ hoang thì nó có khá là nhiều nha, nên mình có thể lấy thêm về để sử dụng. Và hướng này hết rồi. Vậy thì hướng khác thì sao? Đường này là đường cùng hả? Nè, ở đây nè, nó còn nhiều đường lắm. Nhưng mà mình cần phải tìm cách rời xa cái khu này càng sớm càng tốt. Tại vì khu này là đường cột ấy. Đi vào những khu đường cột thì mình phải chịu khó tìm thêm mấy cái hướng khác. À, đây còn đường nè. Wow, còn sắt ở dưới luôn. Coi kìa, sắt nó nhiều cực chưa. Rồi, tới đây thì mình lại gặp được cái quặng lava. Có nether, cái quặng thạch anh nè, nether quartz. Và... ý, sao mình chậm vậy? À đúng rồi, cái bụi này. Cái bụi cây này đụng vô là bị chậm nha các bạn, nên cần phải lưu ý đó. Món này thì sao, đừng có chậm nữa coi. Mới chạm vô mà làm gì chậm thấy ớn không? Món này coi còn gì không nè. Ấy, sao sỏi nhiều vậy, sỏi cản đường tùm lum hết trơn. Rồi, vậy là hướng này đã clear rồi. Ý, chưa clear đâu, ở trên vẫn còn nè. Vậy là mình cần phải quan sát ở hai bên nè, cũng như là phía trên để tránh trường hợp bỏ sót sắt nha. Mình sẽ lấy cái gì ta, vứt bớt mấy cái khói ra đi để mình đặt ba lô xuống và cắt bớt đồ vô trong và có thêm không gian để nhặt thêm mấy cái loại quặng đó. Cắt bớt mấy cái quặng này vô nè. Sắt nãy giờ mới nhặt được có 40 mấy thôi, còn khá là ít đó, nên phải farm thêm thật là nhiều. Và chỗ này vẫn còn nè, để mình lấy nốt luôn đi. Mình hy vọng rằng trong đây mình có đủ may mắn để gặp được những cái xe mỏ nha. Lâu lắm rồi chưa có cảm giác tìm được kim cương trong cái xe mỏ đó.
Ui, kim cương nè. Ồ, hên cực, hên cực. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đào đâu, mình sẽ đánh dấu đây trước là kim cương. Rồi, sau đó mình sẽ sell lại một cái nè. Khi nào có gia tài thì mình sẽ xuống đây để đào thì nó sẽ được nhiều hơn. Và nó sẽ tiết kiệm được cái mấy cái quặng kim cương của mình hơn nữa, đúng không? Và mình cần phải tiến lại gần chỗ này để đập cái spawner ra. Giờ mình gặp mấy con nhện là mình sẽ đập spawner luôn, cho nghỉ đẻ cái tội hồi nãy với lại quánh hội đồng mình. Quánh hội đồng mình nữa đi, cho nghỉ đẻ nè. Rồi giờ thì đi thẳng về phía trước một đoạn nữa. Thường thường mấy tầng thấp như vậy á dễ gặp kim cương cực luôn đó, nên mình cần phải kiểm tra thiệt là kỹ. À, ăn thêm miếng thịt bò nè để hồi máu, lấy thêm vàng ở đây nữa. Rồi đào ra lấy vàng nè, lấy vàng về nè. nhưng mà full đồ rồi, bước bớt mấy cái đá này đi. Rồi đi tiếp nè. Redstone hả? Redstone cũng lượm về luôn. Tại vì Redstone trong series này có nhiều công thức để làm lắm nha, nên không nên bỏ qua đâu. Và ui sao này có lá đây? Ui, trong này mà cũng có lá nữa hả? Kỳ lạ thiệt nha, đâu có cái cây nào đâu mà có lá. Và hướng này đã xong rồi. Và trong trong cái đám tơ nhỏ này thì lại có một ít cái quặng sắt nên mình sẽ lấy về luôn. Vậy vậy là mình đã gặp được cái quặng kim cương dưới khu mỏ này rồi. Công việc còn lại của mình là tìm những cái xe mỏ thôi. Trên đây còn thêm sắt nè, lấy về kẻo quên mất. Lấy thêm chỗ này nữa. Vậy là nãy giờ mình đào cũng tầm một stack sắt rồi đó, nên thoải mái mà dùng trong thời gian kế luôn. Và hướng này thì có kim cương, có vẻ hướng này chưa đi nè, để mình đi về hướng này thử xem. Mà nó cùng đường mất tiêu rồi, coi còn hướng nào khác không. Nãy giờ mình chỉ đi ở góc trái của cái khu mỏ, còn góc phải này mình chưa có khám phá và còn rất là nhiều đường khác nữa chứ. Và nhìn trên bản đồ thì mình có thể đi thẳng về hướng bên đây đó. Ủa hình đường này đi rồi mà. Ồ, vậy là tính ra mình đi khám phá hết cái khu mỏ này rồi đó. Nhưng mà không sao đâu, vẫn còn hang kế bên nên mình sẽ đào một đường dẫn tới cái hang cạnh luôn đi. Cái này có cái đường ở phía trước đúng không ta? Ừ, như đúng rồi, có cái đường phía trước nè. Để mình đào thẳng về phía trước thử xem. Và biết đâu được đào ở mấy tầng đất thấp này mình lại gặp thêm kim cương thì sao? Và tới chưa nào? Tới rồi nè, không biết nó ở trên hay ở dưới nữa. À, nó ở trên, nó ở trên. Được, đi lên trên thôi. Hy vọng rằng hướng này sẽ có cái xe mỏ chứa gương. Ý! Ui, tìm xe mỏ chứa rương lại gặp thêm kim cương nè. Kim cương thứ hai nhá, kim cương hai rồi. Và mình sẽ lưu lại một cái, vậy là có hai chỗ có kim cương rồi, sắp tới có thể mang cúp gia tài xuống đây và khai thác. Ui, có kim cương thứ ba nữa nè, wow, nhiều thật sự luôn. Kim cương, cái này là số 3 rồi. Ổn rồi nha. Ui, tính ra cái khu mỏ này ha còn dễ tìm kim cương hơn khi mà mình đào dưới hang luôn đó. Wow, đúng là khu mỏ bổ quan có khác luôn. Rồi hướng này thì hết đời. Hết, hết hết kim cương rồi, nhưng mà có được thêm hai chỗ có kim cương nữa là mình vui dữ lắm, nên chắc bây giờ mình lại tìm thêm được một chỗ nữa nè. Kim cương số 4. Vậy vậy là có 4 chỗ có kim cương luôn hả ta? Ở đây là gì mà sao có đá cuội đây? Kỳ lạ thiệt đó. Tại sao dưới đây lại có đá cuội? Ui! Kim cương nữa nè. Wow, xịn thực sự luôn. Hình như phía trên mình là một cái hang kiểu như hôm trước mình gặp rồi á, có nhiều mạng nhện đó. Wow, giàu to rồi. Không khám phá hang nữa, bây giờ chắc mình sẽ khám phá hồ lava đi. Kim cương như đó là đủ xài trong thời gian kế rồi. Và giờ mình sẽ dùng cây hammer để khai thác hết số sắt phía trên đầu mình. Rồi sau đó chắc mình sẽ trở về nhà sớm thôi. Hôm nay có vẻ bội thu hơn hôm trước. Và hang này thì cũng hết rồi. Ok, chắc bây giờ. Ui, chưa, 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 chưa hết, chưa hết. Còn vàng. Bộ sóc vàng là phí. Rồi, chắc bây giờ thì mình sẽ lấy một ít cái hắc diệm thạch nè, cũng như thêm một ít cái lava crystal, rồi sau đó trở về nhà nha các bạn. Mình đã lấy được một ít cái obsidian nè, cũng như là mấy cái lava crystal ở dưới cái hang á. Và bây giờ mình sẽ trở lại lên trên và chế tạo một vài thứ cần thiết trong thời gian sắp tới. Đó chính là một cái cu này. À, thì ra có một con demon bên trong con cừu.
Ôi mà mấy con này thường thường sẽ rơi ra đồ xịn đó. Kiếm không, kiếm không, kiếm không. Ôi cháy hết rồi, cháy rụi luôn rồi. Nhưng mà sợ luôn, tự nhiên đâu có cùa lại quýnh mình chứ. Rồi giờ trở lại công việc chế tạo thôi nào. Mình sẽ làm một cái bàn enchant à, và cái này là advanced enchant nhá, thì nó sẽ tiện hơn. Và công thức của nó thì cần một cái bàn phù phép nè. Thế nên bây giờ thì mình sẽ lấy hắc diệm thạch ra khoảng 4 khối nha. Kết hợp thêm với cái gì nào? Chưa nhầm rồi. Cái kim cương nè và một quyển sách đúng không? Kim cương ở đây thì mình có được một ít từ cái tòa tháp hồi nãy. Sách thì có luôn. Và giờ thì làm một cái bàn enchant thôi nào. Đây là cái bàn enchant đầu tiên của mình nha. Rồi kế tiếp á, thì mình cần phải có vàng nè. Vàng thì mình có trong đây không? Không hả? Trong đây thì lại có nè, 4 vàng à, cần thêm đó là 2 hắc diệm thạch nữa. 1, 2. Rồi cần gì nữa nào? Một cái quyển sách và một cái mắt của Ender. Đây mình có, nhưng mà mình còn thiếu cái bột quỷ lửa rồi. Hơi khó vậy ta. Cái đó chắc tạm thời mình sẽ tìm sau quá chứ bây giờ. Ừ đúng rồi, trong nhà bà bồ thủy có bột quỷ lửa. Đúng rồi đúng rồi, mình có để bột quỷ lửa trong nhà bà bồ thủy, mình chưa có lấy về. Đúng một cái bột quỷ lửa luôn. Được được, vậy là mình sẽ kết hợp với cái mắt của anh mắt cái ngọc của Ender để làm cái mắt của Ender nha, và làm luôn một cái vàng enchant xịn xịn nha. Rồi giờ thì nhanh chóng tiến vào trong nhà. Cửa đâu? À đây đây đây, cửa đây cửa đây. Mình lỡ đập cái nhà của bầu hỉ rồi. Rồi đi lên trên một cái. Cái phòng nào, hình như phòng này chứa nè. Đúng luôn nè, có nè. Có một cái bột đá phát sáng hả, lượm về. Redstone thôi, không lượm đâu. Rồi sau đó dịch chuyển về home một cái. Đó, vậy là bây giờ mình đã có thể chế tạo được mắt của Ender. Và mình còn thiếu cái gì nữa không? Còn thiếu một cái sách và bút lông. Công thức của nó thì khá là đơn giản. Mình cần một cái quyển sách, một cái cọng lông gà và một cái túi mực. Mình có thể xuống đây nè và săn thôi. Mực đâu rồi ta? Hôm trước mình gặp bầy bầy luôn đó. Hôm nay đừng nói là không có con nào nha. À đây, làm gì không có được. Mực mực dưới sông này đầy nè. Rồi và mình có được một cái túi mực luôn. Ui đã vậy còn phun mực ra làm mù lòa nữa chứ. Nên phải cẩn thận khi mà bắt mực. Và mình đã có được một cái quyển sách và bút lông. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ lại gần cái bàn chế tạo này và nâng cấp nó lên cái advanced enchant table. Có cái này thì mình có thể enchant cực kỳ tiện lợi luôn, chỉ cần có kinh nghiệm thôi là được. Nhưng mà hồi nãy mình lỡ tử trận một phát á, là mất hết kinh nghiệm mà mình săn sau cái chuyến đánh tòa tháp rồi. Rất là tiếc luôn á. Nhưng mà thôi kệ đi, từ từ mình sẽ farm lại. Và cái bàn này á, thì mình sẽ đặt ngay đây. Đó, bây giờ mình có thể cho vào đây và cường hóa lên rồi. Nhất là cái cúp này, mình sẽ cho em ấy có gia tài 3 và cần phải tới 1215 điểm kinh nghiệm, trong khi mình chỉ mới có 210 thôi à, cần phải farm thêm đó. Cái đó thì nó rơi vào khoảng cái đây dòng chậm 3 này chắc. Ủa gia tài 3 này chắc rơi vào khoảng 20 mấy đến 30 level thì mới có thể enchant được đó các bạn ơi. Thôi không sao, dù sao thì đã có được những thứ cần thiết này rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chương trình quen thuộc, đó chính là mở rương tìm quà. Hôm nay chúng ta có được một cái ray loot bag thôi chứ không có epic loot bag rồi. Và thêm một cái loot bag khá là lạ nè. Cái bút bag lụm luôn. Poison bag lụm luôn nè. Cái gì có tự bag là mình đem ra mở hết. Rồi giờ chúng ta cùng nhau xem coi bên trong những cái túi này sẽ có cái gì. Đầu tiên thì mình sẽ mở những cái hộp quà nhỏ trước đi, như là bút bag nè. Búp. Củ dền và một cái đùi gà chín. Ăn luôn, ăn được không? À, mình đang no, không ăn được. Kế tiếp là poison bag nè, cho lọ thuốc gì đây? Ui, cho sữa, sữa mình múc đầy ngoài chuồng bò mà. Rồi, giờ tới cái túi chứa sách nào. Búp. Cho một cái ground up transport. Cái này dùng để làm gì ta? Cái này mình không có dùng được. Và có công thức không? Có thể enchant được nữa hả? Xịn vậy. Rồi kế tiếp là Lumberjack bag hả? Là cái gì? À cái này là túi của mấy bác tiều phu. Giờ tới mấy món quà nè. Hầu như trong mấy món quà này đều có cái pháo hoa hết á. Wow, bắn tùm lum trên đầu luôn. Và được thêm than. Rồi giờ thì bắt đầu mở những cái loot bag nha. Từ thấp đến cao luôn nè. Đó, đây là những cái túi bình thường thôi. Đầu tiên là túi màu đỏ.
Mở túi đỏ lại được thêm một cái túi đỏ. Là sao? Lại túi này mình chưa mở được. Thôi tạm thời cắt vô đi chứ mở cứ vậy hoài biết khi nào có đồ. Rồi cái Uncommon loot bag đầu tiên cho mình một cái upgrade cũng như là một cái bling and steel. Kế tiếp là một trái tim emerald, dụng cụ đánh lửa, cái này không cần chắc mình sẽ vứt luôn đi. Vứt ra ngoài, vứt ra. Cái này thì sao nè, cái yên cưỡi thì cần, thẻ tên cũng cần. Rồi không cần thiết thì vứt. Rồi kế tiếp là mấy cái common loot bag, đồ nào cần thì mình mới lấy ra thôi chứ không cần thì mình sẽ vứt để đỡ trốn chỗ nha. Cái này là một cái shopping knife, hạt giống bí ngô xô nước lụm luôn. Rồi cái này cho vàng sắt giấy tốt nè. Cái này cho một cái quyển sách hại thấy má nắm. Ui cái này ép vô kiếm là hết sảy. Một cái rune, cái rune này dùng để làm gì ta? Rainbow rune. Chưa biết công dụng để làm gì nhưng mà cứ nhặt đi. Vứt cái này ra và thêm hai cái cuối cùng nè. Wow, kéo Winter, dùng để chế tạo một cái cây gậy gì đó nhìn khá là ha, ảo diệu. Và cuối cùng là một, ôi cái ray loot bag mà cho đồ dởm vậy. Giờ mình sẽ nhặt lại cái loot bag màu tím nè, vứt cái loot bag này đi. Và tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã có được cái bàn phù phép để có thể nâng cấp trong thời gian sắp tới. Tìm được rất là nhiều kim cương ở dưới cái khu mỏ luôn nè, có tới tận 5 chỗ có kim cương luôn nha. Và mình đã trả được cái món thù lúc đầu mà mấy con boss trong tòa tháp bán hành cho mình rồi. Trong thời gian sắp tới á thì mình sẽ tìm kiếm những cái con boss hoặc là tòa tháp kế tiếp để mình có thể khám phá và đánh bại chúng nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.